Đạo diễn Đức Thịnh tên đầy đủ là Đỗ Đức Thịnh, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1975 tại xóm Lò Heo gần chợ Bà Triều ở Sài Gòn. Anh là một nam diễn viên, đạo diễn và là nhà biên kịch người Việt Nam. Năm 2011, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Anh là con út trong một gia đình gồm 12 anh chị em, có cha mẹ đều là người gốc Bắc. Cha làm thợ mộc, còn mẹ buôn bán rau ở ngoài chợ. Theo Đức Thịnh, hồi nhỏ anh rất hay bị bệnh. Năm 4 tuổi, có lần anh nằm trong phòng cấp cứu 24 ngày. Anh bị bệnh phổi, ban khỉ, thủy đậu, suy dưỡng, yếu đến nỗi khi đứng lên phải bám vào cột, nếu không là té. Ngoài ra anh còn là một tín hữu Công giáo tại Việt Nam. Theo mong muốn của gia đình thì vào năm 18 tuổi, anh theo học ngành kế toán tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Tuy nhiên, vì cảm thấy không phù hợp với ngành học hiện tại nên anh đã thi vào ngành sân khấu và điện ảnh với bạn thân là Cao Minh Đạt. Đức Thịnh tốt nghiệp ngành diễn viên vào năm 1998 và tốt nghiệp ngành đạo diễn vào năm 2004. Anh đã lập gia đình và vợ anh là diễn viên Thanh Thúy. Trung tá nghệ sĩ ưu tú Đới Anh Quân, sinh năm 1977 tại Hà Nội, quê gốc ở Ninh Bình. Anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vào năm 2019. Trước đó, vào năm 2018, anh được bổ nhiệm làm phó giám đốc nhà hát kịch quân đội. Anh vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, cả bố và mẹ đều là diễn viên của nhà hát kịch nói quân đội. Thế nhưng, thấy công việc của bố mẹ vất vả, phải lo toan, lại xa nhà liên miên, nên anh nhất quyết không theo nghiệp sân khấu mà theo học violon từ nhỏ. Run rủi thế nào trước khi ngày thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, anh bị thương ở tay nên phải tìm hướng đi mới là xin vào học âm thanh ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Một lần vào trường, anh gặp đạo diễn Ngô Xuân Huyền và được ông động viên theo nghề diễn. Thấy bùi tai, anh quyết định liều một phen xem sao và từ đó anh theo nghiệp diễn viên. Trước khi kết hôn với nữ diễn viên Huyền Sâm, nghệ sĩ Đới Anh Quân đã từng trải qua một cuộc hôn nhân và có một cô con gái. Sau khi anh Quân đi bước nữa với diễn viên Huyền Sâm, con gái lớn của anh vẫn sống cùng bố và mẹ kế.